thì Hân đang có mặt tại khu rừng nguyên sinh Phong Nha Kẻ Bàng. Và ngày hôm nay thì nhóm Hân sẽ có một cuộc hành trình thú vị đến thăm động Thiên Đường. Theo các chuyên gia nhận định thì đây là động khô dài nhất châu Á hiện nay. Hành trình của chúng ta hôm nay sẽ đi hơn 1 cây số. Rất nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm. Và trong đó có 106 loài thực vật và 166 loài động vật được ghi vào sách đỏ thế giới. Chưa, em thấy ở đây là có rất nhiều những đàn bướm, từng đàn bay rập rìu mà lại có rất nhiều màu sắc khác nhau nữa. Thế ở đây là có khoảng 270 loài bướm. Được đạp xe giữa một khu rừng nguyên sinh, hai bên là những hàng cây xanh mát thoáng đãng, lại có từng đàn bướm bay lượn, một cảm giác thật là thư thái và thoải mái. Ngọc Hân vượt trải qua một cuộc hành trình thú vị bằng xe đạp ở trong rừng nguyên sinh, và bây giờ thì Ngọc Hân đang bước những bước đầu tiên đi đến Thiên Đường. Và hành trình của chị em mình hôm nay sẽ vượt qua 524 bậc cầu thang đá. Đồng Thiên Đường thì được phát hiện vào năm 2005. Một cuộc hành trình khá dài với hơn 500 bậc thang, nhưng mà Ngọc Hân cảm thấy không hề mệt mỏi, bởi vì được đi giữa một khung cảnh thiên nhiên xanh mát thoáng đãng, thỉnh thoảng lại còn nghe thấy cả tiếng chim hót líu lo nữa. Vừa bước qua cửa động khá là nhỏ hẹp, nhưng mở ra trước mắt Ngọc Hân là một vòng hang khá là rộng lớn và không khí mát lạnh thì đang tràn ngập xung quanh. Và trong kia thì nó càng lung linh huyền ảo hơn. Và hành trình của chị em mình sẽ đi trên một hệ thống cầu thang gỗ được làm bằng chất liệu gỗ táo, là một loại gỗ rất tốt, có thể chịu được khí hậu nhiệt đới, lắm nắng nhiều mưa như ở Việt Nam. Chị ơi, ở đây tại sao mình lại gọi là động Thiên Đường ạ? Động Thiên Đường thì có hệ thống thạch nhũ và băng đá được xếp vào hàng kỳ vĩ nhất ở trên thế giới. Thì chị có thể thấy hình tượng của dòng thác đổ từ trên trần đồng xuống, từ giống như là một dòng thác thiên hà. Trước mắt chị là khối nhũ to lớn, trông giống như là Phật A Di Đà đang ngồi cùng kinh giảng đạo ở đây. Và ở bên kia còn có khối nhũ giống như là ba ông Phật của Việt Nam, là ông Phúc, ông Lộc và ông Thọ. Qua bên này thì sẽ lại thấy hình tượng của chú Kỳ Lân đang chầu và hình tượng của ngai vàng của Ngọc Hoàng Thượng Đế đang ngự trị ở trên đó. Giống như là quần tiên hội tụ, giống như là một cái thiên đường thu nhỏ dưới hạ giới đấy ạ. Đây giống như là một thiên cung nơi trần thế. Đã, nó rất là khác với các cái thạch nhũ ở ngoài kia. Của thạch nhũ này là một trong những cái của thạch nhũ có 102. Tại sao lại là 102 hả chị? Các cái khối nhũ khác thì chị sẽ thấy nó trải dài từ trên trần đồng xuống theo một dòng nước chảy. Còn riêng đối với khối thạch nhũ này, nó lại tạo thành từ những cái dòng nước bắn tung tóe. Chị ơi, hình như là ở đây là không gian có rất là rộng và cao đúng không ạ? Đang đi trên điểm cao nhất ở trong lòng đồng Thiên Đường, có độ cao là khoảng gần 100 m và chiều rộng là dao động từ 30 đến 150 m. Đây có lẽ là hang khô dài nhất ở châu Á. Hình như là có phải cái bậc thang này nó hơi giống ruộng bậc thang ở Tây Bắc không ạ? Ở trong lòng Thiên Đường nó hồi tụ những cái nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam, đó là ngôi nhà trống của người dân tộc Ba Na. Đằng xa xa kia hình như là em cảm giác nó rất giống một cái bếp lửa đang bập bùng, là nơi mà những người dân tộc thường quây quần bên nhau. Nhìn qua bên này thì chị Ngọc Hân sẽ thấy một cái hình ảnh khác, là một nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Chăm, nó giống như là hình tượng tháp Chăm. Và trước mắt chị Ngọc Hân bây giờ là hình ảnh đồng rơm vàng của người nông dân Việt Nam. Trong động Thiên Đường vừa có cả hình ảnh của miền núi này, vừa có cả hình ảnh của đồng bằng, của dân tộc Tây Nguyên, dân tộc Tây Bắc nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên thật là kỳ vĩ. Hang động Thiên Đường hoàn toàn được kiến tạo từ tự nhiên, nhưng trong lòng nó lại chứa đựng rất nhiều những biểu tượng mang đậm màu sắc văn hóa vùng miền của đất nước Việt Nam.